Mình là Lê Đỗ Ngọc Linh, đạo diễn bộ phim Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi. Với bất kỳ dự án nào thì trước khi bắt đầu thì đều có những áp lực rất đặc biệt, rất đặc thù trong nghề nghiệp của mình. Áp lực làm sao để có thể đưa ra những sáng tạo mới hơn và những cái điều mới mẻ đến cho khán giả. Và với khung giờ 20 giờ này thì là một khung giờ rất đặc biệt. Chúng ta sẽ cần phải tiếp cận với khán giả ở một góc độ thường ngày. Khán giả sẽ muốn xem những gì đó nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn sau khi đã tiếp nhận rất nhiều thông tin từ bản tin thời sự. Chính vì vậy chúng tôi định hướng mang tới cho khán giả một bộ phim nhẹ nhàng, nhiều yếu tố hài hước, mang tính chất đời sống cao để có thể bất kỳ khán giả nào cũng có thể nhìn thấy mình ở trong đó, cũng có thể cảm nhận được yêu quý nhân vật cũng như là theo dõi bộ phim trong một khoảng thời gian rất là dài. Thanh Sơn thì là một lựa chọn mà có lẽ phải gọi là không phải bàn tới, tại vì Thanh Sơn đã gắn bó với tôi trong rất nhiều bộ phim trước đó. Từ phim một đầu tay từ bộ phim đầu tay cho đến bộ phim dài đầu tay thì đều là có sự góp mặt của Thanh Sơn. Anh em ngoài chơi với nhau ở ngoài đời thì còn rất là hiểu về năng lực, cách diễn xuất cũng như là cách thức thể hiện nhân vật. Chính vậy mà chúng tôi đã bàn bạc với nhau ngay thời điểm đầu tiên để có thể làm sao có được một nhân vật mà hợp nhất với cả phong cách diễn cũng như cách thể hiện của Thanh Sơn. Vai Đức Anh thực sự là một vai mà Thanh Sơn có phần đột phá khi mà anh đã đưa rất nhiều những cái tính cá nhân của mình vào những và có thể giúp cho vai diễn có sự hấp dẫn hơn với khán giả. Việt Hoa là một diễn viên rất tài năng. Chúng tôi thực sự là đã hơi lỡ duyên trong rất nhiều những dự án trước. Đã có lần tôi muốn mời Việt Hoa vào vai diễn trong phim trước. Tuy nhiên lúc đó thì bạn ấy bận và đang với một dự án khác. Việt Hoa có một cách thức diễn xuất rất là tự nhiên và thường rất phù hợp với những vai mà có tính phụ nữ hiện đại. Thì đây là một cặp đôi mà chúng tôi thực sự rất hài lòng khi mà có một sự kết hợp vô cùng ăn ý cũng như là rất là phù hợp trong vai diễn của bộ phim ạ.